rằng, đồng bào ơi, đồng bào không hề cô độc, bởi vì chúng tôi luôn kề vai sát cánh cùng với đồng bào, bởi vì tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam mình, nhiễu điều phụ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng, bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn. Vâng, và trong những ngày qua thì chúng ta cũng biết rằng có một sự kiện liên quan đến cơn lũ đang được rất nhiều người quan tâm, đó chính là việc trục vớt chiếc xe khách bị lũ cuốn trôi trên sông Lam mang theo thi thể của 19 người xấu số. Và qua chương trình Vầng Trăng Cổ Nhạc hôm nay, chúng tôi cũng xin được gửi đến lời chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình nạn nhân, và cũng xin được gửi tấm lòng chia sẻ của đồng bào miền Nam, đồng bào thành phố Hồ Chí Minh đến các tỉnh miền Trung. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, và tất cả chúng ta đang cùng đến với chương trình Vầng Trăng Cổ Nhạc lần thứ 119. Chương trình do Ban Văn nghệ Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh thực hiện với sự tài trợ của nhãn hàng Onlac, công ty Hanco Food, và đang được diễn ra tại sân khấu nhạc nước Công viên Văn hóa Đầm Sen và được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9 Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, cùng với những cảm xúc lay động từ diễn biến của cơn lũ miền Trung vừa qua, thì tác giả Huyền Nhung đã viết bài ca cổ Miền Trung Thương Yêu để gửi tặng đến những người con của vùng đất ruột thịt thân thương. Và sau đây xin được kính mời quý vị khán giả cùng thưởng thức ca cảnh này với phần biểu diễn của hai nghệ sĩ Châu Thanh và nghệ sĩ Hồ Ngọc Trinh. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Lũ về bà con ơi, lũ về bà con. Thầy cô, thầy cô chúng tôi bà con ơi, thầy cô chúng tôi. Trời, con tôi đã bị nước cuốn trôi rồi. Coi con ơi, con tôi đã chết rồi.
Yeah.